Xin chào tất cả quý vị bạn quay trở lại kênh YouTube Nhà 5D. Trước mắt các bạn đang là hộp của sản phẩm vòi chậu lavabo gật gù nóng lạnh thuộc dòng sản phẩm GB Series cao cấp của Toto. Và ngay bây giờ mình sẽ gửi đến cho các bạn một bài mở hộp chi tiết của sản phẩm này. Trước tiên như thường lệ, bên ngoài hộp của sản phẩm ở phía cạnh bên các bạn cần lưu ý, chúng ta sẽ có hai con tem, bao gồm có con tem in mã QR để các bạn có thể quét mã QR này để ra các thông tin của sản phẩm. Bên cạnh đó, chúng ta sẽ có một con tem in mã sản phẩm có mã là TLG10301V và các thông tin nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm ở phía bên dưới. Giờ mình sẽ tiến hành mở hộp luôn. Thì như các bạn thấy thì sản phẩm này cũng còn mới nguyên, seal còn chưa được bóc. Bên trong hộp thì như thường lệ chúng ta sẽ có trước tiên đó là cái phiếu bảo hành. Phiếu bảo hành chính hãng của Toto với mã số phiếu như này. Mỗi một cái sản phẩm chúng ta sẽ có một cái phiếu bảo hành với mã số phiếu khác nhau. Chúng ta sẽ có một cái chứng nhận của công ty trách nhiệm hữu hạn Toto Việt Nam là hàng chính hãng. Mã sản phẩm. Phía mặt sau chúng ta sẽ có các điều kiện bảo hành được ghi rất chi tiết như này. Các bạn cần lưu ý phải giữ cái phiếu bảo hành này để được bảo hành chính hãng của Toto. Tiếp đến chúng ta sẽ có một cái phiếu. Cái phiếu này ghi các hướng dẫn vệ sinh sen vòi phụ kiện mạ, được ghi bằng chi tiết hai thứ tiếng, tiếng Anh và tiếng Việt. Sách hướng dẫn bao gồm có sách hướng dẫn sử dụng và sách hướng dẫn lắp đặt. Cái này các bạn hãy mua về để đọc nhé, tương đối là dày. Một cái phiếu tiếp theo nữa là cái phiếu này sẽ có hình vẽ sản phẩm, bản vẽ thông số kỹ thuật của sản phẩm này. Mẫu vòi này có chiều cao tổng thể là 204mm, qua đó đây là mẫu vòi thấp. Đây, vòi chúng ta. Sản phẩm vòi này được bọc rất là kỹ, tương tự như các sản phẩm vòi sen vòi khác của Toto. Với tất cả những sản phẩm mạ như thế này thì đều được bọc trong bìa cắt tông chống sốc cũng như là giấy bóng kính để chống xước như này. Đây, các bạn xem rất là đẹp. Tạm thời mình sẽ để cái vòi này sang một bên, chúng ta xem các phụ kiện khác. Các phụ kiện khác đi kèm với vòi bao gồm có, chúng ta sẽ có cái hộp như này. Bên trong hộp này chúng ta sẽ có cái đầu ống xả, đầu ống thoát thải. Bên trong hộp chúng ta sẽ có đầu ống thoát thải như này, được làm toàn bộ bằng inox. Với phần mặt của ống thoát thải này được mạ nickel chrome sáng bóng như này, có dập thương hiệu Toto, rất là cao cấp. Để sang bên, đi kèm với ống thoát thải này chúng ta sẽ có một cái ống thẳng, ống xả thẳng. Cái ống thẳng này cũng bằng inox. Ống thẳng này bằng inox có gắn kèm một cái ống cao su như này. Đây là bộ xi phông cần giật sử dụng hệ thống thoát thải bằng xi lanh các bạn nhé. Xi phông cần giật dùng ống thoát thải của xi lanh như này. Các bạn sẽ có thể hình dung như sau. Đây, phía đằng sau vòi chúng ta sẽ có một cái thanh cần giật này. Thanh cần giật này thì như các sản phẩm khác mình đã mở hộp thì bộ xi phông cần giật đi kèm với vòi sẽ bao gồm có hai thanh inox. Tuy nhiên sản phẩm này chúng ta sẽ gắn kèm với cái thanh cần giật ở đây luôn. Và cái thanh cần giật này sẽ di chuyển lên xuống như này. Có cái bộ xi lanh ở đây, các bạn thấy không? Hệ thống xi lanh ở đây, gắn kèm với cái ống như này, thuộc bộ ống xả thẳng này, để tạo ra áp lực khí. Khi mà chúng ta dùng cái thanh, đẩy cái thanh cần giật đấy sẽ tạo áp lực khí qua cái ống cao su này để đẩy cái phần nắp của hệ thống thoát thải lên, đẩy cái hệ thống nắp của hệ thống ống thoát thải lên. Đó, thay vì dùng hai cái thanh cần giật bằng inox như các bộ xi phông truyền thống. Đây là một điểm đánh giá cũng khá là cao. Và cuối cùng, bên trong hộp chúng ta sẽ có một cái tay vặn bằng nhựa. Cái tay vặn này để giúp cho chúng ta tháo cái đầu tạo bọt bằng nhựa của cái vòi này ra để vệ sinh. Đây, để dễ hình dung các bạn hãy nhìn này,
Mình sẽ tháo cho các bạn ra xem. Các bạn hãy dùng cái ống này để vào đây, sau đó vặn ra như này. Đó, các bạn thấy không? Chúng ta sẽ vặn được cái đầu tạo bọt này ra để chúng ta vệ sinh. Trong quá trình dài sử dụng thì nếu mà cái đầu tạo bọt này bám cặn ấy, nó sẽ làm tắc cái đường nước, thì chúng ta có thể dùng cái tay vặn này vặn cái đầu tạo bọt này ra để vệ sinh cho vòi. Đó là tất cả những gì chúng ta có trong hộp. Thì như các bạn thấy, đi kèm với vòi chúng ta có bộ siphon cần giặt, tuy nhiên sẽ không bao gồm thải chữ P. Quay trở lại mẫu vòi chợ lavabo nóng lạnh, thì cái ấn tượng đầu tiên của mình đối với mẫu vòi này đó chính là về trọng lượng của sản phẩm. Khi mà cái cảm giác cầm trên tay của mình là vô cùng là đầm tay, rất là nặng. Mình chưa bao giờ cầm một cái mẫu vòi chậu lavabo thấp nào lại có cái trọng lượng nặng như thế cả. Kìa, nặng luôn. Về chất liệu thì sản phẩm này được làm chủ yếu vật liệu đó là đồng, mạ niken chrome, giúp chống chịu ăn mòn cũng như là tạo cho vẻ ngoài của sản phẩm sáng bóng, sang trọng. Còn về thiết kế, các bạn có thể thấy sản phẩm này có một ngôn ngữ thiết kế thiên về những hình khối vuông, chữ nhật với rất nhiều những cái mặt phẳng như này, vuông thành vát cạnh, qua đó tổng thể tạo ra một ấn tượng của một sản phẩm vô cùng là sang trọng, hiện đại. Các chi tiết khác thể hiện qua phần phía bên trên này, chúng ta sẽ được dập cái thương hiệu Toto này, hiệu xanh đỏ nóng lạnh này, rất là quen thuộc. Cái phần tay cần vòi này thì được sử dụng cái công nghệ độc quyền của Toto, nó là công nghệ tay cần gạt êm, giúp cho mọi thao tác của sản phẩm này vô cùng là êm ái, trơn tru. Phía bên dưới của vòi chúng ta sẽ có cái phần đầu tạo bọt bằng nhựa như này. Phần thân vòi chúng ta sẽ có một cái con tem dán in mã của sản phẩm này, cũng như là số series của vòi. Mỗi một cái vòi này sẽ có một số series riêng. Phía đằng sau của vòi chúng ta sẽ có thanh cần giật này, thì mình đã nói phía trước rồi. Dưới vòi thì chúng ta sẽ có lắp kèm với cái gioăng cao su này, gioăng cao su giúp chống thấm này, cái bộ gioăng ốc vít này để chúng ta có thể bắt vòi vào chậu này. Và cuối cùng là bộ đôi dây cấp. Dây cấp bao gồm có ký hiệu xanh đỏ nóng lạnh như này. Cuối sợi dây cấp chúng ta sẽ luôn bao gồm có phần đầu bọc bằng giấy để giữ cho phần gioăng và đầu lọc ở phía bên trong này. Trong quá trình sử dụng, các bạn phải lắp gioăng cũng như đầu lọc vào để mà đảm bảo cho độ bền của sản phẩm này. Và mẫu vòi này hiện tại là mẫu vòi thấp, qua đó sản phẩm này sẽ phù hợp để lắp chung với các bộ chậu lavabo có thiết kế vòi gắn chậu và là chậu lavabo một lỗ các bạn nhé. Và nếu các bạn quan tâm sản phẩm này, các bạn hãy liên hệ ngay theo các thông tin mình để trên màn hình ở đây, hoặc click ở phần mô tả video này để biết thêm chi tiết. Cảm ơn tất cả bạn theo dõi.